Đang xin chào bạn. Sau này đang xin giới thiệu các bạn máy câu CL 7000, 6000 và 4000. Hiện nay đang phân phối dòng phần sản phẩm và đang với kỳ trên. Giới thiệu các bạn dòng CL 7000 trước. Tỷ lệ truyền 5.5.1. Mức chứa dây của 7000 là 0.35 là 350m. 0.4 là 270m. 0.45 là 270m. Máy 12 vòng bi ạ. Tay quay hàng máy bình dân giá rẻ. Nhẹ, cân trọng lượng bạn xem. Trọng lượng của máy 368g. Tay quay thiết kế kiểu mới, cầm rất ôm tay, tay nắm thiết kế kiểu mới. Đây là máy LC 7000. Đây là máy LC 6000. Hải đang nhập một màu ạ. Của hãng Gian Chuân sản xuất. Gian Chuân Trung Quốc sản xuất. Đây, sức chứa dây của máy 6000 là 3.5 là 310m. 0.4 là 240m. 0.45 là 190m. Là C6000. Cân trọng lượng là trên nhau bao nhiêu? Ba trăm bốn mươi ba. Cân nặng là 369. Tiếp đến là máy Gian Chuân LC 4000. Gặp tay bóp này gặp tay rồi. Là C4i. Tỷ lệ truyền cũng 5.5.1 các bạn. Trọng lượng 260g. Tỷ lệ sức chứa dây của máy 4000 là đường kính dây 2.0 là 250m, 0.25 là 200m, 0.3 là 140m. Vừa rồi Hải Đăng xin đã giới thiệu các bạn máy CL 4000, 6000 và 7000 của hãng Gian Chuân sản xuất, các chuyên dùng ở Trung Quốc sản xuất. Đang xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đang Fishing.